Và bây giờ thì tiếp nối chương trình, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với giai điệu Boston đầy cảm xúc, nhạc phẩm Men Say Tình Buồn, một sự kết hợp đầy ngẫu hứng tình cờ nhưng lại vô cùng thấu hiểu giữa tác giả Uy Vũ, được mệnh danh là người viết lời tình ca, và nhạc sĩ Vĩnh Lộc. Đầu chương trình thì chúng ta đã đến với một tác phẩm cũ phổ từ lời thơ của tác giả Uy Vũ, và bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục đến với một tác phẩm cũ phổ từ lời thơ của tác giả Uy Vũ. Quý vị chúng ta có thắc mắc là hiện tại anh Uy Vũ cũng đang có mặt ở đây, quý vị chúng ta có muốn biết anh Uy Vũ không ạ? À? Dạ, thế thì mời anh Uy Vũ cùng đứng lên để cho khán giả được biết anh ạ. Dạ, một cơ duyên rất là tình cờ, nhưng mà rõ ràng là trong một đơn nhạc mà hai tác phẩm đều được phổ từ thơ của Uy Vũ thì chắc chắn rằng là những lời thơ của anh phải thật đặc biệt và phải kết hợp thật là hữu tình, thì nhạc sĩ Vĩnh Lộc mới chọn lựa biểu diễn trong buổi tối nay. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với giọng ca của Trí Khải, nhạc phẩm Men Say Tình Buồn. Tình nào không xót xa.